Hôm nay tôi sẽ làm rõ cái việc mà Đại học Luật Hà Nội đó họ bẻ cong cái quy định về đào tạo tiến sĩ cho ông Trần Quang so với cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ như thế nào nha bà con, về cái thời gian đào tạo đó. Đã. Thì trước hết để làm căn cứ thì chúng ta trở lại cái thông cáo báo chí của Đại học Luật Hà Nội nha. Cái lúc đó là nó lùm xùm trên báo chí rồi trên mạng, do đó Đại học Luật Hà Nội họ phải làm ra một cái thông cáo báo chí này. Nhẽ ra thì tôi lấy một cái bài báo, nhưng mà cái bài báo đó nó không có ngon bằng lấy đích thân cái thông cáo báo chí của họ luôn ha. Đấy. Thông cáo báo chí về quá trình đào tạo tiến sĩ của học viên Vương Tân Việt ha. Đó. Chúng ta bỏ qua mấy cái rườm rà và chúng ta đi đến luôn cái chỗ, cái cơ sở mà họ dẫn ra ha, cơ sở áp dụng đó. Đấy không? Đây, cơ sở áp dụng đây. Đó, bà con thấy rõ không? Cái này, cơ sở áp dụng, cơ sở pháp lý áp dụng này. Đó, họ dẫn ra một là luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học năm 2018. Thực ra là họ phải dẫn cái luật giáo dục đại học, rồi sau đó mới dẫn thêm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học ha. Chứ họ không thể dẫn là như thế này. Đầu tiên anh phải dẫn là dẫn luật giáo dục đại học cái đó. Rồi anh dẫn tiếp là luật sửa đổi. À. Thực ra trong cái luật sửa đổi đây tôi lấy cho bà con xem. Nó chẳng có gì cả. Đây luật sửa đổi đây bà con. Luật sửa đổi. Họ sửa đổi những cái không liên quan nha. Không liên quan trong cái vụ này. À, sửa đổi điều 2 là đối tượng áp dụng ha. À. Sửa đổi điều 4 là điều giải thích từ ngữ, không có gì quan trọng. Sửa đổi điều 6 là trình độ và hình thức đào tạo của giáo dục đại học. Cái này cũng không có liên quan đến thời gian nha. Ở đây chúng ta đang đi tìm cái thời gian. Sửa đổi điều 7 là cơ sở giáo dục đại học, cũng không liên quan ha. À. Sửa đổi điều 9 xếp hạng cơ sở giáo dục đại học thì càng không liên quan nữa. Sửa đổi điều 11 quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học thì rất là không liên quan. Sửa đổi điều 12 chính sách của nhà nước về phát triển giáo dục đại học thì càng không có gì liên quan ha. Và có lẽ chúng ta cũng không cần xem nhiều, bởi vì là cái thời càng về dưới thì nó chỉ liên quan đến những cái là hoàn toàn không liên quan. Sửa đổi điều 14 là cơ cấu tổ chức trường đại học luật ha. Đấy, thì cái luật này nói chung không liên quan bao nhiêu cả nha. Đây chúng ta trở lại tiếp cái phần cơ sở pháp lý ha. Cái gạch đầu dòng thứ hai là quyết định số 1981 QĐ-TTR ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân. À, cái này thì nói chung là Đại học Luật Hà Nội chết bởi cái này nha. Chết bởi cái này. Chúng ta không cần xem hai cái sau nữa ha. À, chúng ta chỉ cần xem cái này thôi. Và bây giờ tôi mở ngay cái này cho bà con xem nhé. Đây. Đây thưa bà con. Tôi thì nói chung tôi làm thì làm có sách mất có chứng lắm. Và tôi cũng không có đi phân tích rườm rà dài dòng. Giống như một số kênh ha. Tôi đi cụ thể thẳng vào vấn đề và ngắn gọn. Của tôi thì thường là 8 phút đến 9 phút thôi. Đây. Thủ tướng Chính phủ số 1981 QĐ-TTG đúng không? Quyết định phê duyệt khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân. Đó, bà con thấy chưa? Rồi, bây giờ tôi đi đến cái điểm ok nhất. Đây, tôi lấy cái văn bản công báo nha bà con. Văn bản công báo thì bà con biết rằng là nó chính xác tuyệt đối rồi hả? Bởi vì đây là cái hình thức mà Quốc hội và các cái ban ngành họ công bố văn bản pháp luật ha, tất cả đều lấy lại từ công báo như bà con. Do đó văn bản công báo đây này là tuyệt đối chính xác ha, không có chuyện sai nha. À, thì đây. À, tôi đi ra ha. Tôi tìm. Đây. Các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tiếp nhận người tốt nghiệp trình độ đại học. Chúng ta bỏ qua ha.
Đấy. Các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tiếp nhận người tốt nghiệp trình độ thạc sĩ hoặc người tốt nghiệp trình độ đại học. Bà con có thấy rõ không? Để tôi xịt ra chút 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 xíu. Chút xíu. Đây 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 đây. Đó. Hoặc là nếu ai cần thích thì là coi như vào, để tôi tạo ra một cái group đi. Tạo ra một cái group. Group những cái fan mà coi như là muốn theo dõi đó, những người muốn theo dõi chặt chẽ đó. Thì tôi đưa những cái văn bản lên đó cho bà con. Đó. Đây. Các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tiếp nhận người tốt nghiệp trình độ thạc sĩ hoặc chưa hoặc người tốt nghiệp trình độ đại học nếu đáp ứng được các yêu cầu của chương trình đào tạo. Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ tương đương 3 đến 4 năm học tập trung tùy theo yêu cầu của ngành đào tạo và trình độ đầu vào của đại học. Như vậy bà con thấy là cái gì? Ha. Không có vụ 2 năm nha. Đây là quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cái khung đào tạo, không có vụ 2 năm nha. Bà con xem để tôi kéo xuống dưới cho bà con thấy. Ha. Không có cái chỗ nào 2 năm. Đây người ta làm cái phụ lục này. Phụ lục ha. Phụ lục khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân. À, kèm theo quyết định số 181 của Thủ tướng Chính phủ ha. Thì bà con thấy cái khung người ta làm khung luôn này. Đây là không phải người nào làm tự làm nha, mà văn bản nhà nước công bố nha. Tiến sĩ đây này. 3 năm đến 4 năm. Thế thôi, ha. Thạc sĩ định hướng nghiên cứu 1 đến 2 năm. Thạc sĩ định hướng ứng dụng 1 đến 2 năm. Chỉ cần nhiêu đó thôi. Không cần chi nhiều cả. Bà con ạ, à, không cần chi chi nhiều cả. Như đây là coi như hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội là đủ sạch gạch rồi. Nè, đó. Đấy. Không có cái chỗ nào cho phép anh dưới 3 năm cả. Không có. Như đây hiệu trưởng là sạch gạch rồi. Chứ đừng có nói gì là nhiều. À, và cả cái hội đồng đó sẽ còn nhiều chuyện nữa. Còn rất nhiều chuyện. Đấy thì bà con thấy đó. À, khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân đó. À, tiến sĩ 3 đến 4 năm thế thôi. Mà cái này nó ra từ năm 2016. Ông Trần Quang là làm tốt làm tiến sĩ năm 2019. Đúng không? Và ngay cả thông cáo báo chí của họ họ cũng cũng nói rằng là áp dụng theo cái quyết định của Thủ tướng mà. Đấy không? Đây. Đây thông cáo báo chí của họ đó, con dấu đỏ chói đấy. Đấy không? Thông cáo báo chí về quá trình đào tạo tiến sĩ của học viên Vương Tân Việt. Dấu đỏ chói đấy. Chạy xuống đây. Một cơ sở pháp lý áp dụng cho quá trình đào tạo đối với học viên Vương Tân Việt. Gạch đầu dòng thứ nhất, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học. Gạch đầu dòng thứ hai, quyết định số 1981 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân. Chỉ cần hai cái này thôi. Mà cái đầu tiên thì không liên quan vào cái này thôi chứ không cần nói nhiều. Và cái này thì bà con thấy đó. Đấy. Đấy. Sạc gạch chưa? Đấy. Đâu cần phải nói nhiều. Đấy. Đấy không? Tôi không cần lấy trên báo chí đồ gì cả để mà rồi có người đổ thừa nói là báo viết sai hoặc là viết không chính xác, viết không đúng theo ý của trường Đại học Luật Hà Nội. Tôi lấy luôn cái đó chót có con dấu của Đại học Luật Hà Nội đó để cho thấy, thấy không?